Atechvin xin chào các bạn. Như vậy là Mazda BT50 đã ra mắt phiên bản hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản đời thứ ba của dòng xe bán tải của hãng Mazda. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết trong video clip này những thay đổi đáng kể của chiếc BT50 so với phiên bản tiền nhiệm đã bán tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Theo một phong cách thiết kế hoàn toàn mới, một chiếc xe bán tải đi phố tương tự như những gì mà Ford Ranger đã rất thành công tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đầu tiên như thông lệ chúng ta sẽ điểm qua những thay đổi chính về ngoại thất của dòng xe này. Chiếc Mazda BT50 hay còn gọi là Mazda BT50 phiên bản 2021 có những thay đổi đáng kể về cái form thiết kế bên ngoài. Chúng ta có thể quan sát ở đây nếu phần đầu xe rất dễ nhầm tưởng là một phiên bản của chiếc Mazda CX-8 một phiên bản của đại gia đình Mazda theo phong cách Kodo như vậy thì so với phiên bản cũ chúng ta thấy là phiên bản mới BT50 2021 có cái đường gân dập nổi rõ nét hơn cũng như là cái phong cách thiết kế góc cạnh hơn so với phiên bản tiền nhiệm mang tính trung tính hơn. Tuy nhiên thì cái chiều dài, chiều dài trục cơ sở cũng như chiều rộng của xe đã giảm đi đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm. Đồng thời thì cái khoảng sáng gầm xe cũng giảm đi vài mm so với phiên bản cũ. Mặc dù theo những công bố của hãng Mazda thì cái khả năng lội nước của phiên bản mới này lên đến tận 800 mm. Tức nghĩa là các bạn thấy là lên đến 80 cm một cái khả năng lội nước rất tốt cho một cái dòng bán tải mà thường xuyên phải off road hoặc là phải đi những cung đường xấu. Một đặc điểm thú vị tiếp theo của chiếc Mazda BT50 phiên bản mới này đó là cái phần không gian của thùng sau khi hãng đã thay đổi cái triết lý từ sử dụng chung cái khung gầm với Forenger sang cái sử dụng chung khung gầm với lại Isuzu. Vì vậy thì trong cái khoang chứa đồ của chiếc pickup một chiếc xe bán tải này đã rộng rãi hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Mặc dù kích thước tổng thể là sẽ không thay đổi quá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Các bạn có thể quan sát ở đây là những thay đổi bề ngoài của chiếc Mazda BT50 phiên bản 2021. Như chúng ta thấy thì phong cách thiết kế của hãng chính là phong cách cô linh hồn của sự chuyển động. Đây là triết lý thiết kế của hãng và đã đã bán rất chạy với chiếc Mazda CX5 trong thời gian vừa qua và chúng ta thấy cái phom dáng bề ngoài này với kích thước tổng thể thì rất dễ nhầm tưởng chiếc Mazda BT50 này với chiếc xe Mazda CX8 một trong những cái xe SUV tầm trung của hãng Mazda tại thị trường Việt Nam như vậy thì với triết lý thay đổi mới của hãng hãng đang nhắm đến cái phong cách thiết kế thành công của chiếc Forrenger cái đối thủ trong cùng phân khúc bởi vì Forrenger không thường tí là một chiếc xe bán tải mà nó chính là một xe bán tải đi đi phố chúng ta thấy với phong cách thay đổi thiết kế theo phong cách cô đô và chung với lại phong dáng mới nhất của đại gia đình Mazda thì chiếc Mazda BT50 này thay những cái đèn từ đèn sương mù cho đến những cái đèn chiếu sáng ban ngày thì thu nhỏ kích thước nằm dẹt hơn và với mâm đúc 19 inch thì thật sự toàn bộ cái không gian thiết kế mới của hãng cho cái khoảng sáng gầm tốt hơn khả năng lội nước cũng tốt hơn trong cái phân khúc bởi vì nên nhớ là một chiếc xe bán tải thì cung đường sử dụng chủ yếu là sẽ là những cung đường gồ ghề xấu hoặc là off-road nhưng mà với phong cách thiết kế mới này thì chúng ta có thể sử dụng không chỉ mục đích chuyên chở hàng hóa mà có thể phục vụ cho mục đích là đi trong đô thị trong chiếc xe sẽ sang trọng hơn. Vì vậy thì cũng dễ hiểu thôi khi kích thước của xe Mazda BT50 phiên bản 2021 này có nhỏ hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm. chúng ta sẽ có cái không gian của bán kính quay đầu tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm và cái kích thước tổng thể này với cái việc mà khoảng sáng gầm không thay đổi quá nhiều thì vẫn cho những cái khả năng chuyên chở cũng như là cái khả năng đi trèo đèo lội suối của một chiếc xe bán tải thực dụng nó vẫn đảm bảo được cái điểm thay đổi lớn nhất bề ngoài chúng ta còn quan sát ở đây là những cái đường gân dập nổi trên cái suốt cái chiều dài thân xe cũng như trên mặt nắp capo ở đây. So với phiên bản tiền nhiệm thì rõ ràng là cái phong cách thiết kế Codo mới này cho chúng ta cái cảm giác là trẻ trung, năng động và nó mang phong cách thể thao hơn so với phiên bản tiền nhiệm mang cái dáng vẻ là trung tính thì với bốn màu cũng như là bốn cái phiên bản chọn lựa cái phần cuối video clip này ATVN sẽ gửi đến chi tiết thông số kỹ thuật cũng như những cái thông tin về màu sắc còn bây giờ chúng ta sẽ đến với khoang không gian của nội thất của dòng xe Mazda BT50 phiên bản 2021 Các bạn có thể quan sát ở đây là toàn bộ cái không gian nội thất cái phần ghế lái chỉnh điện 8 hướng này chúng ta vẫn có bọc da và cái ghế lái được thiết kế ôm sát cái người sử dụng như vậy thì đối tượng sử dụng là nam giới là chính thì trong những cái cung đường phức tạp và cũng như là chúng ta phải di chuyển trên những cái cung đường dài thì rõ ràng là với một chiếc xe được thiết kế ghế da và bọc ôm sát cái người dùng như thế này da cũng thuộc loại rất là tốt và thoáng khí thì cho chúng ta những cái trải nghiệm trên cung đường rất tốt như vậy thì khi chúng ta đến với mặt vô lăng thì cũng như là cái không gian giải trí thì ở đây không gian giải trí là màn hình 9 inch chỉ nhỉnh hơn một inch so với các đối thủ nhưng mà đó cũng là một trong những cái công nghệ giải trí tốt nhất của cái dòng xe bán tải tại thị trường việt nam ở thời điểm hiện tại Mazda BT50 phiên bản 2021 là chiếc xe duy nhất trong phân khúc sử dụng hệ thống 8 loa gồm mang cái phong cách surround tức nghĩa là khi chúng ta dùng những cái hệ thống giải trí trên xe này chúng ta sẽ có một cái cảm giác là thật sự như là một cái âm thanh giải trí ở trong những cái phòng nghe nhạc chuyên nghiệp với 8 loa đây là một chiếc xe duy nhất trong phân khúc sử dụng cái hệ thống giải trí lên đến 8 loa cho một chiếc bán tải À, những cái không gian còn lại thì à, à, cho chúng ta cái cảm giác khi ngồi trong khoang lái này không có dáng vẻ gì là của một chiếc xe bán tải cả, nó gần giống như những chiếc à, xe cùng cái à, kích thước ở bên à, của dòng anh em trong gia đình Mazda. Ví dụ như tôi đã nhắc đến là Mazda C8. Tất nhiên là cái phần không gian ghế sau của chúng ta sẽ chặt chội hơn so với những chiếc SUV thực thụ, à, vẫn có đầy đủ hai hàng dàn lạnh độc lập các bạn nhé. Về thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này như sau. Như vậy thì thông số kỹ thuật của dòng BT50 có rất nhiều điểm chúng ta cần điểm qua nhưng mà trong video clip này SXVN sẽ nhắc ra đến những cái thông tin chi tiết quan trọng nhất đó là cái động cơ chính sử dụng trên chiếc BT50 phiên bản 2021 này chính là động cơ diesel 1.9 lít tăng áp và tương tự như trên chiếc Isuzu phiên bản D-Max mà chúng ta thấy trong cuộc phân khúc hộp số thì các bạn có thể chọn những loại như là tự động 6 cấp hoặc là số sàn 6 cấp và có chế độ một cầu hoặc là hai cầu với dẫn động 4 bánh Công suất tối đa trên cái động cơ diesel này chính là 148 mã lực tại vòng tua 3600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 350 Newton Hệ thống giải trí là màn hình 9 inch như chúng ta đã đề cập và đây là xe duy nhất trong phân khúc có hệ thống 8 loa cho chức năng là surround và có cả tính năng là đề nổ từ xa. Đây là những tính năng rất thú vị trên dòng xe này chiếc BT50 thì trang bị đến 7 túi khí. À, tuy nhiên nhược điểm trên cái dòng xe này nếu xét về tính năng an toàn là chưa trang bị cái hệ thống camera 360 độ. Mặc dù à, hãng đã à, cạnh tranh trực tiếp với lại 4Ranger, cái đối thủ tầm trên trong phân khúc à, khi à setup những cái phiên bản mới nhất đã có những cái tính năng ví dụ như là hệ thống các cảnh báo cắt ngang khi lùi xe và là hệ thống cảnh báo điểm mù à, Tuy nhiên là thì với việc không trang bị camera 360 độ thì à, chiếc bt50 phiên bản 2021 này sẽ không có cảnh báo lệch làng cũng như là sẽ không có cảnh báo được những cái vị trí mà chúng ta sử dụng cái camera bao xung quanh cái xe tương tự như các đối thủ cạnh tranh ví dụ như điển hình nhất là forger phiên bản cao cấp nhất trên phiên bản và màu sắc thì chiếc BT50 tại thị trường Việt Nam sẽ cung cấp 4 màu tùy chọn về màu sơn của ngoại thất và hai cái màu tiêu biểu nhất là hai cái màu chúng ta thấy ở phần trên chính là màu xanh dương lai đen và cái màu xám xám titan và nó ngã qua màu lông chuột còn cái màu trắng và màu đỏ thì rất thích hợp ở những cái cung đường đô thị bởi vì trong những cái cung đường upross và thường xuyên phải dính bùn hay là di chuyển qua cung đường phức tạp thì rõ ràng là với màu ngoại thất tối màu hơn một chút thì nó sẽ rất phù hợp cho những cái cung đường phức tạp phức tạp về giá bán và những cái thông tin chi tiết về các phiên bản à, sẽ có nội dung như sau Mazda BT50 là một chiếc xe bán tải thuộc dòng tầm trung trong cái hệ bán tải tại thị trường Việt Nam. Chúng ta biết là tầm giá của những đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc này, ví dụ như Toyota Hilux hay là chiếc Forenge thì lên đến ngưỡng hơn 900 triệu một chiếc. Còn chiếc Mazda BT50 All New hoàn toàn mới này, sử dụng động cơ 1.5 lít và diesel như chúng ta đã đề cập, có hai cái tùy chọn đó là cái hộp số tự động 6 cấp hoặc là cái hộp số sàn 6 cấp và như vậy ở đây có bốn phiên bản cho chúng ta chọn lựa ha, từ cái dẫn động một cầu cho đến cái hệ dẫn động cả bốn bánh và giá bán dao à, động từ 659 triệu đến 849 triệu và trong cái thời gian mới ra mắt các bạn đặt cọc tại các showroom đại lý thì sẽ được ưu đãi 20 triệu. Các bạn nghĩ sao về những thông tin của chiếc Mazda BT50 phiên bản 2021 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua? À, có liệu có đủ cạnh tranh với lại đối thủ trực tiếp trong phân khúc là Ford Ranger hay không? Hãy để lại comment bên dưới các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.